đông nhất là vẫn là những cái tiệm vàng. Dạ mẹ làm vàng chưa? Chưa. Chưa. À. Rồi cảm ơn mẹ. Bạn được tôi mới mua vàng lận. Mẹ, con đi thăm chợ. Những ngày đầu năm này bây giờ chợ cũng đã hoạt động. Nhà mầm này, quá ngon luôn. Thôi. Ngày hôm nay ngày vía thần tài này, bà con thấy những cái tiệm vàng ở chợ Đông Ba này, vàng Đông Ba lên ngôi đó. Bà con người nào cũng đi sắm vàng ngày thần tài, nghe nói sẽ may mắn lắm, may mắn cả năm đó. Nên gặp tiệm vàng này, người vô người ra uống uống luôn. Đó, những cửa vàng, cửa tiệm vàng lớn ở chợ Đông Ba. Em mình vui xin chào tất cả bà con cùng em thăm chợ những cửa tiệm vàng ngày hôm nay. Mày mê. Vàng ngày nay lên ngôi, vàng chợ Đông Ba. Úi cha, tìm mua tiệm này này, người ung ung luôn này. Trời ơi, mua vàng may mắn đi, mua vàng may mắn ngày thần tài, để may mắn cho cả năm, vàng tiền tài vào quanh năm đó. Cho nên là ngày vía thần tài được đống người đi là ghé thăm các cái tiệm vàng lớn nhỏ tại chợ Đông Ba cũng như các tiệm vàng khác trên thành phố. Dạ. Em yêu vui xin chào tất cả bà con cùng thăm chợ Đông Ba vào ngày mùng 10 Tết, ngày xuống cuối cùng của năm mới Giáp Thìn. Đó, đủ mọi hình ảnh tại trong cửa chợ. Ở rồng vàng đây rồi. Quá chà, đẹp chưa. Cô đang sắm vàng nha, nhìn những cái hình ảnh của các cái cửa hàng đủ sắc màu của mấy chị mấy mê này. Mê. Con đi thăm chợ. Những ngày đầu năm này bây giờ chợ cũng đã hoạt động. Nhà mầm này, quá ngon luôn. Đây những cái cửa tiệm vàng. Ôi, tao đi cả đây. Dạ. Cha, đầu niên có khách thì đầu kia có khách. Vàng mà tìm vàng, hồng vàng, rừng vàng này. Đủ các kiểu luôn. Đó, mua vàng may mắn. Cứ tìm vàng đóng khách vô ra. Đó, như vậy là chờ Đông Ba hoạt động lại như ngày nào rồi. Dạ. Đặc biệt bắt đầu ngày đi là hết xuân rồi, chờ hoạt động lại với dòng người đi mua sắm vàng người Việt thần tài bà con. Đó.
Vâng vâng. Ngày nay anh đi cặp đình vang hết. Cặp tiếp đình vang. Họ về những đoàn du khách nước ngoài. Wow, khách bay đến rồi. Chờ đông lắm đó. Nó đi bạn này, chăn tỏi hành. Tuy nhiên thì cứ hàng vàng mày đông bà con rất là hút. Đó, vàng chờ đông ba lên ngôi sốt vàng, sốt vàng. Không biết bữa nay thì một chị hiện tại đang bao nhiêu rồi, nhưng mà nhiều chị cũng đi sẵn đi mua vào ngày đi cho hên may mắn. Chà là nhiều cửa hàng này điểm vòng chưa, khi các cái cửa hàng đang hoạt động trở lại chợ Đông Ba bây giờ sạch đẹp biết bao, gọn gàng tươm tất, hàng mua ra hàng này. Sắc xuân đang còn đâu đó. Chờ Đông Ba khi mình có chờ đồ ăn ngon. Chờ ngăn nắp thức ăn ngon. Tiêu chí của Huế trong những năm tới. Là chờ Đông Ba. Ngăn nắp gọn gàng. Hàng hóa. Quá. Chào ơi, chờ anh ngay à. Mùng 10 là cái dễ chờ chưa? Hàng mắm, hàng muối chờ Đông Ba. Chà, giờ đi trưa ăn cơm trưa rồi. Nhịp mấy giờ rồi, mười, hơn 10 giờ sáng hả? Hơn 10 giờ rồi, bà con trưa rồi đó. Chờ họp lại ngay mỗi lần mẹ. Mình đây đi bán lại ngay mỗi. Bông bổn là, và chờ chắc là họp lại đó rồi hả? Dạ. Ui, giờ đông gì sợ chứ, ngày nay mùng 10. Đông nhất là vẫn là những cái tiệm vàng. Dạ, mẹ làm vàng chưa? Chưa. Chưa. À. Rồi, cảm ơn mẹ. Bạn được tôi mới mua vàng lận. Đây, hàng hóa chờ Đông Ba này. Đặc sản Huế. Đó, dâu tam, mè xịn, kèo đậu phụng. Chờ. Du khách đang chọn món cạo lông mầm tôm, mầm nem. Nhất là chờ Đông Ba. Trời ơi, hàng hóa này. Gọn gàng ngắn nắp. Đẹp đẽ. Cái gian hàng. Cái hàng thịt đem chả.
Ngon dạ má chưa. Dứa kiều, dứa chuối. À đây nhà hàng đồ cháy. À, bà con cháy là vô đây. Có con cháy mang về. Trời ơi ngon chưa. Cái hàng mọng cháy đó. Nhà có việc hay là ăn chay thì có thể vô đây để trồng mọn mang về, mua mang về sử dụng nhá. Dạ dạ rồi có liền có ngay luôn ngay cho mày di mặn. Điện trực quản mày di lá đó. Đúng cho mày di mặn. Hoa cha. Cặp rất là đông luôn. Ngày đầu năm. Những gian hàng bày biển rất là đẹp. Trời ơi ruột nè. Mầm ruột nè. Quá đẹp quá ngon luôn. Khách du lịch này. Trời ơi hoa cùng dòng khách. Trời mất món bánh trái con bạn nhiều lắm. Chờ mà đúng ba. À rồi ok khi mô rồi ra biết rồi khi mô có qua đó chỉ là về tìm nha. Ừ rồi ok. Quá mầm tôm curry chả curry thì quán nổi tiếng rồi nha. Ngon lắm. Ừ quán ngon luôn. Khách đông về bạn được đó. Ừ. Thôi. Quay chợ Đông Ba. Trời ơi, ẩm thực này. Ngon chưa, ngon chưa? Không khi nào thiếu những cái món ăn. Đến Huế rồi. Dạ. Yeah. Chúc quý khách ngon miệng. Người ta đang ăn. May là bà con cười đó. Nóng lá bài thơ. Rồi quay lại những cửa hàng vàng ngay vỉa thân tài tại chợ Đông Ba. Vậy rất là nhiều người chọn vào ngày này để đi mua vàng may mắn đầu năm. Chào ơi. Nó ăn cơm. Nó tiếc thương người ta ăn cơm rồi đó. Vàng Ngọc Thanh. Kim Phạc. Chuông vàng rồng vàng trời ơi. Đông lắm. Hello đi bên ngờ. Mua bạn. Mẹ ăn trưa. À. Dạ mẹ. Những cửa hàng vàng thu hút lắm này. Ô chà người đi chợ ung ung luôn. Rồi ơi chợ Đông Ba. Dân bức hư truyền. Dạ. Đó vàng vàng. Đâu đâu cũng vàng vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vàng là may mắn vào những ngày như hôm nay là ngày thần tài đó, tài lộc sẽ đến vân năm sục tháng. Thì ngày hôm nay bà con mua vàng, và đó là những cái hình ảnh bà con truyền miệng nhau như vậy đó. Cho nên cái hàng vàng là ngày hôm nay là khả năng nó bán được được nhất trong tháng. Cái nồi bụng này nhìn ngon chưa, đúng chất của nồi bụng, nồi bụng ăn cừu và chờ đóng ba người bạn suy ngay đó. Dạ rồi măng cục, dạ măng cục Huế mua đi. Măng cục Huế là ở Kim Long là người ta trồng nhiều lắm, bây giờ thì cũng phổ biến nhiều nơi rồi. Dạ wow, tiệm vàng, tiệm vàng ngay phía thân tài. Trời ơi, chờ đông ba trong những ngày đầu năm đông dễ sợ luôn. Dạ wow, trời ơi vàng ơi, vàng ơi, mua vàng đi, mua vàng máy mặt đi. Đó, những tiệm vàng ở chợ Đông Ba phục khách vào ngày này mùng 10 tháng Giêng. Chà, những cái rổ quả tươi rong luôn, tươi rọi luôn. Trời ơi, nó vàng 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 vàng. Mua sậm vàng đi để được may mắn tài lộc cả năm. Dạ đúng, yeah. Vàng này quá. Chào ơi, chợ Đông Ba thì dám bất cứ truyền này, đúng vào những ngày đầu năm đi khách cũng rất là đông luôn. Và con thấy những hình ảnh em vừa đi vào chợ đó, trưa ngày mùng 10 tức là ngày 19 tháng 2 năm 2024 là ngày vía thần tài, mà bà con ùn ùn về chợ, về các tiệm vàng để làm vàng, mong may mắn và tài lộc đến cả năm đó. Dạ như thế này, chợ Đông Ba trưa nay hy vọng bà con mọi người cùng biết thêm cùng em mùng 10 tháng Giêng. Dạ và em sẽ còn tiếp tục gửi đến mọi người những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em kết thúc video nha mọi người. Dạ những ngày về thần tài cũng là ngày buổi xuân mùng 10 tháng Giêng, em cũng xin chúc tất cả bà con luôn luôn dồi dào sức khỏe, tài lộc hanh thông cả năm. Quay đặt đặt giả này, chuyện thần tài này. Đó, quay. Quay. Quá nhiều vàng, quá nhiều người đi mua sắm quá ca đã. Trời ơi ngày nay mà vàng lên ngôi, bà con đi mua sắm cũng lên đời. Rồi em à, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của em. Dạ yeah. Em vui, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.